Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh tôi đây là một cái vườn vải và chúng ta có thể thấy là đây là những cái trái vải được trồng theo cái tiêu chuẩn là để xuất khẩu sang những cái thị trường khó tính bậc nhất hiện nay trên thế giới. Rõ ràng về cảm quan thì quý vị cũng có thể thấy là ngoại hình sẽ có nhiều khác biệt so với những cái trái vải thông thường mà đôi khi là mình phải quan sát kỹ hoặc là nhìn vào thì chúng ta có thể phân biệt được, đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. Bởi vì những cái trái vải mà trồng theo tiêu chuẩn và được xuất khẩu như thế này thì thông thường là nó sẽ có những cái mẫu mã rất là đẹp, quả sẽ rất là to và đồng đều, nhìn trông đã thấy rất là bắt mắt rồi, đúng không ạ? Vâng ạ, và với việc mà chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt cái quy trình trồng vải theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản thì những trái vải này đang được thu mua với mức giá cũng cao, tôi thấy là gần gấp đôi so với những cái trái vải thông thường. Và phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này, thưa quý vị. Lấy mẫu quả phục vụ việc phân tích dư lượng các chất 7 đến 10 ngày một lần. Không những thế, mỗi khi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tất cả đều phải cập nhật đầy đủ trong sổ sách. Theo anh Phạm Văn Giang, đây chỉ là một vài công việc ví dụ mà anh phải tuân thủ khi tham gia sản xuất vải xuất khẩu sang Nhật Bản. Tuy cầu kỳ, phức tạp, nhưng anh vẫn luôn chấp hành vô cùng nghiêm túc. Thực chất ra mình làm là cũng chỉ mong muốn là tốt đẹp cho vườn bản thân vườn nhà mình. Lý do chi cục lấy cái vườn mình để làm thí nghiệm, để làm, để cho mọi người, để muốn là khi vườn mình thành công rồi, mọi người sẽ học hỏi theo cái kinh nghiệm của gia đình và chi cục bảo vệ hướng dẫn rồi làm theo. Cùng với anh Giang, anh Sung cũng đăng ký tham gia sản xuất vải xuất khẩu. Để vải xuất khẩu đỏ đẹp, to đều, độ BRICS đạt trên 18, một việc mà các nông hộ như anh đều phải làm là tỉa cành và tỉa quả. Theo anh, những quả nhỏ, quả kẹ, quả vẹo mọc lẫn trong cành như thế này đều phải loại bỏ. Như vậy, dinh dưỡng sẽ tập trung nuôi quả chính, năng suất, chất lượng quả thu hoạch về sau sẽ được đảm bảo. Phải vặt hết, vặt những quả nhỏ, quả kẹ, mình bỏ đi, thì để cho nó giòn, dinh dưỡng vào những quả to này, cho nó đều trái. Mình mà cứ để cái quả nó 1-10, 1-8, 1-7 đấy thì nó vẫn cứ phải tất cả các dưỡng chất nó vẫn phải nuôi quả đấy, rồi cuối cùng mình thu hái mình lại phải bỏ, mình lại phải loại, tại vì quả đấy không đạt tiêu chuẩn. Với sự cầu thị, ham học hỏi, năm nay dù nhiều vườn vải xung quanh mất mùa nhưng vườn vải của gia đình anh Giang, anh Sung vẫn có thu hơn 6 tạ một sào. Quả vải to, mã đỏ đẹp, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mọi tiêu chuẩn với vải xuất khẩu đều được đáp ứng. Thay vì chỉ bán được với giá khoảng từ 25 đến 28.000 đồng 1 kg như nhiều nông hộ xung quanh, vải của gia đình anh Giang được doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với mức giá lên tới 40.000 đồng 1 kg tại vườn. Là công ty thu mua là giá từ 40.000 một cân. Đấy, cho đến rẻ nhất là 37.000 một cân là ngày hôm qua. Theo tính toán của anh Giang, với khoảng 7.000 mét vuông, năm nay gia đình anh sẽ có thu trên 400 triệu đồng. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin trong các bản tin thời sự trước đây, từ cuối năm 2019, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã chính thức cho phép nhập khẩu trái vải thiều tươi từ nước ta sau 4 năm nỗ lực đàm phán. Tuy nhiên, dịch COVID-19 hoành hành khiến cho phía nước bạn không thể cử chuyên gia sang Việt Nam để kiểm tra công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi, khiến lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản có nguy cơ bị lỡ hẹn. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có kiến nghị lên Chính phủ về việc là xem xét cho phép chuyên gia kiểm dịch thực vật của Nhật Bản được áp dụng các cơ chế đặc biệt như là không phải áp dụng thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày tại khách sạn để trái vải của Việt Nam được phép xuất khẩu như yêu cầu từ phía Nhật Bản. Việc làm trên để đảm bảo tính thời vụ, thời gian và khối lượng vải xuất khẩu không bị ảnh hưởng bởi thời gian thu hoạch vải dự kiến chỉ kéo dài trong một tháng là trong tháng 6. Với những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, đến ngày 3 tháng 6 tới đây, chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt tại Việt Nam để trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đi Nhật Bản. Theo quy định của Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, chuyên gia về kiểm dịch thực vật Nhật Bản phải trực tiếp sang Việt Nam để kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải xuất khẩu.
và chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của hai tỉnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản làm việc tại hai tỉnh này theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 hecta vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Trong khi đó, số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Hà, Hải Dương ghi nhận toàn huyện có khoảng 3.500 hecta vải thiều. Ăn thử và mua trực tiếp vải thiều Thanh Hà chính gốc với giá niêm yết 40.000 đồng 1 kg. Thậm chí người tiêu dùng còn được người trồng tư vấn trực tiếp về quy trình canh tác, từ cách thức canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho đến thông tin về xuất xứ nguồn gốc. Thứ nhất là gặp được trực tiếp người sản xuất, thứ hai nữa là có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm của Grab, thứ ba nữa là ăn đến chất lượng thì thấy quả nó vừa ngọt vừa thơm, mùi dày. Đây tôi mua ở ngoài là 50.000 nhưng đây vào đây là 40.000, mẫu mã đẹp hơn mọi năm. Hôm nay chúng tôi đến đây thì để truy xuất nguồn gốc cụ thể, cái nguồn gốc trang mác mà khách hàng tiêu dùng đấy truy cập vào thì hiện rõ là địa chỉ nguồn gốc vải ở đâu, chất lượng như thế nào, sản xuất theo tiêu chuẩn như thế nào thì người tiêu dùng sẽ hiểu rõ cái nguồn gốc vải của quê chúng tôi. Theo các nhà vườn trồng vải Thanh Hà, vải nơi đây có độ giòn của cùi, khi bóc quả vải không bị chảy nước, ăn có cảm giác giòn, vị ngọt đậm, hương thơm mát đặc trưng, khi ăn lưu giữ hương vị lâu hơn. Đây là kết quả của việc tập trung phát triển về chất thay vì lượng mà ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương thực hiện nhằm mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng nhất. Hải Dương chúng tôi đấy thì không phát triển theo cái nhiều lượng mà hướng tới là hiện nay chúng tôi đang chú trọng là sẽ phát triển cái quả vải thiều là đảm bảo được cái chất lượng, đặc biệt là cái chất lượng an toàn thực phẩm và cho cái giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cái việc kiểm soát cái dư lượng cái thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay thì các hệ thống phân phối là đến trực tiếp thu mua tại tỉnh Hải Dương và xuống tận vườn của các cái doanh nghiệp, các cái hộ nông dân. Do đó là giữa cái qua cái thương lái là nó rất hạn chế, do đó cái giá mà đưa vào các cái hệ thống phân phối là nó sẽ là cái giá rất là ổn định. Vụ vải thiều năm nay, thành phố Hà Nội cam kết tiêu thụ hàng nghìn tấn quả cho tỉnh Hải Dương, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. Lập nghiệp trên vùng đất đồi Lục Ngạn, nơi mà nhìn đâu cũng thấy những cây vải thiều rợp bóng, anh nông dân Trần Văn Hành nung nấu ý tưởng làm như thế nào để có thể làm giàu từ gốc vải. Việc đó chỉ có thể thực hiện được nếu anh tạo được sự khác biệt cho vườn vải của mình. Trong một lần tình cờ thấy cây vải giao tán với nhau tạo nhiều khoảng râm, anh Hành đã bấm bớt cành nhỏ đầu tán để vườn có nhiều ánh sáng. Từ đó, nhiều nhánh lộc mọc ra từ thân cây, hoa chi chít và đậu quả. Hiện tượng này khiến anh Hành nảy ra ý tưởng làm ăn mới. Thường là đi bán ấy thì những cái cây mà để nó ra trên ngọn mà nó díu vào nhau ấy, thì nó chỉ chín ở mặt ngoài thôi, còn mặt trong là nó vẫn trắng. Cho nên ra thị trường là khách hàng người ta không thích, thế cho nên là tôi về tôi mới nghĩ là làm sao là tỉa cho cây nó thoáng ra, sau đó là nó ra mầm ở trong thân. Nghĩ là làm, anh Hành áp dụng thử nghiệm trên 0,5 hecta vải của gia đình. Cành lớn, cành bé đều được anh chặt không tiếc tay. Có nhiều cây bị chặt tới 30-40%. Tuy nhiên, ý tưởng này của anh không nhận được sự ủng hộ của vợ. Nó trông nó ghê lắm, nó như mình chặt hạ cái cây là nghĩ là nó không còn cái gì, nó sơ xác hết. Thì nó đến lộc thứ hai thì cảm thấy nhìn cái cây nó mới có lộc. Không, đầu tiên là nó rất tưa. Thế ban đầu thì tôi mới làm thử khoảng 0,5 ha thôi. Vì làm thí điểm mà. Thế thì cũng nói chung là trong gia đình thì cũng vợ con là cũng có ý kiến nọ ý kiến kia. Đấy. Bởi vì là ban đầu làm thì các bà ấy thấy chặt bớt cây đi là xót. Thế mới bảo là làm thế này thì nó ít cành rồi thì nó thưa như thế thì năng suất là có thể nó được hay không. Thế thì tôi cũng quyết tâm là tôi bảo là cứ làm thử. Vượt qua sự phản đối của vợ,
bỏ ngoài tai những lời gièm pha của hàng xóm láng giềng. Anh Hành miệt mài với công việc đốn tỉa của mình. Những chồi non nảy ra từ vết đốn càng cho anh thêm sự hăng hái. Tuy nhiên, ở mùa vụ đầu tiên, kết quả không được như anh dự đoán.